Xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay buổi chiều rất là đẹp, rất là mát mẻ. Đông Lu đi xuống biển và cùng với hai người bạn của Đông Lu nữa tổ chức đi kéo cá các bạn ạ, đi kéo lưới ép kiếm ít cá lên làm nồi cơm chua để nhậu. Đấy, các bạn có thể thấy đây, đây biển đang ít sóng này, nước đang rất là cạn, lộ ra những bãi bồi cũng như là đấy, những cái eo mà rất là dễ thu hút những chú cá có thể vào đây để có thể kiếm ăn. Đấy, buổi chiều rất là đẹp trời. Đây, giới thiệu với tất cả mọi người, đây là hai người bạn của tôi. Đấy, Quang Mật Mây và Thân Cụ Độ. Đấy, nào. Đấy, mình có thể làm những cái gì được không? Được, xin chào mọi người đi nào. Đấy, chào mọi người. Đây nhá, là Quang Mật Mây nhá. Mình là Quang Mật Mây. Ừ, Quang Mật Mây. Đây, anh đang cõng trên vai ngư cụ để chuẩn bị đi kéo lưới. Còn đây là Thân Cụ Độ. Đấy. Hello mọi người nhá. Rồi, ok. Buổi chiều hôm nay chúng tôi sẽ tiến hành đi vây cá để bắt cá về làm nuôi cân chua. Đấy, ngoài biển kia là có một bạn cái phao đang bỏ lưới đấy. Nhìn phao đen đằng kia chắc là YouTube bạn không nhìn thấy, nhưng mà đấy, camera bạn là mình cam đen đấy, nhìn cái phao đen đấy, thấy không? Nó xa quá. Nó xa quá. Điệp biệp. À, điệp là ngày xưa là ấy mà. Đây rồi. Đây là con điệp biệp các bạn nhá. Đây. Đây là con gọi là con rùm nhỉ? Rùm. Đây là con rùm. Con này mình đuôi ở dưới đất là nhiều lắm. Đây là con rùm nhá, nó giống như là con đam ở trên đồng ấy. Đây con rùm ấy. Con này lên luộc như là xào me với xào nấu cân rất là ngon các bạn nhá. Để đào được con này thì đấy, chúng ta phải làm như thế này này. Đây. Đây phải làm như thế này. Đấy, nó sống ở dưới lớp đất ấy. Đấy, thấy chưa? Có nữa này. Đây. Trên bãi biển có rất nhiều thứ để chúng ta có thể lặn lượm để tiến thêm có một bữa ăn ngon lần nhá. Đây là con chép chép các bạn ạ. Này mình chỉ tay cho nào. Đấy. Đây, các bạn thấy chưa? Đây, con chép chép này. Đơn giản, có thể món cân đơn giản. Đây. Rất gì là đơn giản. Nấu ra chỉ món cân ngon và đặc. Ngọt đấy. Con điệp này mùa đông là mình ăn được ngon đấy. Đây là con chép chép. Đây là con chép chép. Đây, bắt đầu này, cao lên là rất nhiều này. Đây, thấy chưa, các bạn thấy chưa? Nó giống như... Đó, đây, ví dụ nó có thể nắm la liệt. Đấy. Nó cao lên, nó có thể nắm... Con này sóng... Con diễn biến của nó này. Nó thể nằm la liệt và khi mà sóng về thì nó có thể để lô ra, chúng ta có thể nhặt rất là dễ nha. Đấy, nó lùi, và nó lùi. Thấy nó lùi chưa, các bạn thấy nó lùi chưa? Đấy. Sau 5 giây nó bắt tít luôn. Đấy. Đấy, các bạn nhìn. Còn đây là đây là con điệp điệp. Con điệp điệp các bạn ạ. Đấy. Nó thường bám này. Thấy chưa? Nó thường bám vào những cái đồ vật trôi dạt ở trên biển và sinh sống. Đây. Rất nhiều. Chúng ta có thể tìm kiếm nó trên bãi biển rất là dễ dàng. Đấy. Đây. Quay rõ đây các bạn nhé, nó từ trên sóng tới bây giờ mới thích chung thế này. Đây, còn điệp điệp. Đây là con điệp điệp, ở trên biển người ta gọi là con điệp điệp các bạn nhé. Đây, nó có hình dạng như thế này. Đây. Nhìn rất giống con chập chép thế này. Và rất giống con hến, nhưng mà nó về mặt tên gọi và hình thức thì nó cũng khá là giống nhau, nhưng mà tất nhiên là loài này thì ăn là nó sẽ ngon hơn và có vị nó đặc trưng và nó lạ hơn. Bây giờ tôi phải tiếp tục hành trình với theo hai người bạn của tôi. Đấy. Các bạn hãy theo chân Đông Lu và những người bạn của Đông Lu để chúng ta đi tìm kiếm những chú cá tươi ngon bổ để tối nay có một bữa ăn thật sự hoành tráng nhá. Đây. Cần phải lựa chọn địa điểm cũng như là phán đoán được những cái eo khi mà nước đang cạn thế này.
thì chúng ta mới có thể ra tiến hành bùa lưới và có thể tiến hành thu lưới để có thể tìm kiếm những con cá trong buổi chiều ngày hôm nay. Đấy. Các bạn có thể